Ê Việt, chuyện gia đình mày bữa giờ sao rồi? Ok rồi. Nếu mà có chuyện gì á, cứ hú tao. Tao qua tao xử với vợ mày nha. Ok. Không ai biết mày làm đâu. Ghê vậy ba? Thôi đi ba. Con đàn bà nó tới tháng mà nó không kiếm chuyện. Và chẳng lẽ con vợ mình mỗi lần nó kiếm chuyện đâu mà mình xử nó thì chắc anh em mình đụng nó củ cải phê xương hết. Đúng rồi, đúng á. Tại tụi quay không biết cách giải quyết thôi. Chứ mà mỗi lần con ghệ nào mà nó kiếm chuyện á, tao lấy súng ra tao chùi. Má ghê vậy. Mấy con ghệ nó té đá quần hết. Ghê quá. Mình ra đường nè thì là giang hồ, nhưng mà ở nhà phải làm chồng được không? Thì đúng rồi, mày nói đúng nè. Không, giang hồ là nó nằm sẵn ở trong máu rồi. Trời ơi, cái gì nó đê nhức đầu quá, cái lồn quăng vậy. Chào đại ca. Em chào đại ca. Ngồi đại ca miễn lễ mấy em bình thân. Tại sao vậy? Tại sao đại ca chỉ mới bước vô làm một ly trà sữa uống cho nó mát da, sao mấy em ở ngoài đây là đứng nhau cái lộn xùm rồi? Đúng rồi. Đầu chém là giết ai vậy? Dạ không có gì đâu đại ca, tại thằng chay nó rồi thủ tiêu vợ em. Nhưng mà không có chuyện gì hết á, chuyện nhỏ. Trời ơi chay, sao em đồ thủ tiêu vợ nó? Mà cũng đúng nha, con vợ nó kỳ lắm, thằng Việt đẹp trai, nó hiền, nó dễ thương như vậy đó. Tự nhiên con vợ nó đòi hả? Nó kiếm chuyện nó hoài à, nó điện nó khùng lắm. Em có nói nó mà nó không nghe, tao có nói đâu thằng ba. Hả? Đúng rồi. Đúng con cặp, đúng hai thằng ba này. Quần què cũng đúng, đéo giờ nó có đi kiếm. Hả? Hả? Thì đúng rồi. Thôi được rồi. Mấy anh em chung với nhau không à, mà cái lộn làm chi, có chuyện nhỏ hôm nay ngày vui mà. À, hôm nay đại ca có ví dụ gì mới không? Mà sao nhìn đại ca vui? À, hôm nay đại ca muốn kêu mấy em đến đó là đại ca có chuyện muốn nói, muốn tuyên bố. Trong mọi người chúng ta đó phải không? Thì mọi người đều có một cái quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ một cái quyền không thể xâm phạm được, giống như là cái quyền để sống, cái quyền để tự do và cái quyền để mưu cầu hạnh phúc cá nhân. Đồ má, đại ca đọc như bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam. Ý, không phải. Đó là bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ. Đại ca lấy từ tiếng Mỹ ra mà. Người ta nói là that all men are created equal, God give them the right to live, the right of life and freedom, and the right of pursuit of happiness. Trời ơi, đại ca nói tiếng Anh hay quá. Là tao mà hiểu gì thì chết liền. Thôi, đừng có xàm nữa. Thôi được rồi, bây giờ đại ca nói luôn nha. Câu chuyện này, chuyện bí mật này là đại ca đã giấu rất là lâu rồi. Nhưng mà khi mà đại ca nói ra, sợ mấy em không theo đại ca nữa. Ôi trời ơi, đại ca có khó nói cái gì, đại ca cứ nói đi. Tụi em do đại ca dắt ra đường làm giang hồ, giàu sinh ra tử. Có cái gì thì cứ nói. Tụi em không có phản bội đại ca đâu mà đại ca lo. Thật. Ừ đúng rồi, tụi em không phản bội anh đâu. Nghe tụi em nói mà đại ca xúc động dễ sợ luôn. Thôi được rồi, đại ca sẽ tuyên bố luôn. Dù sao đi nữa là giấu cũng không được, không có gì hối hận cả. Thật sự á, là đại ca là người đồng tiến. Ồ đại ca, đại ca cả đống tiền để chia tụi em hả? Cái gì vậy? Ý đại ca nói là đại ca BD. Mà mày lại nói là đại ca tiền đâu chia cho tụi bay. Cái gì? Đại ca đâu có đại ca với em đâu. Trời ơi, chuyện bây giờ xúc phạm đại ca lắm, đại ca không có chia. Tụi em hiểu rồi đại ca, mà còn gì khác thì muốn. Ủa sao kỳ vậy? Ủa sao đại ca nghĩ là khi mà đại ca tuyên bố ra cái chuyện này đó là mấy em sẽ có một cái phản ứng nó khác mà. Cái phản ứng nó kịch liệt hơn, nó mạnh mẽ hơn, nó xúc động hơn mà sao? Khi đại ca tuyên bố tụi bay vô cảm quá vậy? Trời ơi là trời! Tại sao đại ca bị đồng tính rồi? Còn trẻ quá mà, tại sao đại ca bị đồng tính? Trời ơi, đụng má thằng lùn, mày có cần phản ứng quá đáng vậy mày? Thằng ba, bà phải đánh hồn. Thằng quỷ, làm lật quá vậy, ngồi xuống mình ngồi lại đi cho nổi. Đại ca! Có đại ca đây. Cái chuyện này á là tụi em biết lâu rồi, nhưng mà không sao. Không có cái gì mà có thể ngăn cách cái tình cảm huynh đệ của chúng ta hết. Ừ đúng rồi. Trời ơi, không em làm đại ca xúc động quá.
Ủa mà sao kỳ vậy? Tao nhớ tao giống dữ lắm mà sao tao mới biết? Hả trai? Em biết từ khi mà đại ca chia tay với đại tàu. Buông ra! Mẹ đi! Cắt đồ của mẹ em thế! Mẹ không quen con nữa! Tại sao? Đủ mẹ tao đã nói rồi! Con gái lứa thì đủ mẹ đã đường, đủ mẹ đéo xin của tay là sao? Mà đi ra vòng vòng vợ của mình mà đụng phải léo xuống bóng tay. Bóng tay thì đụng phải xuất quất là sao? Xin lỗi, đi ra. Có em à. Chết em nghĩ sao? Thì em sẽ sửa đổi mà. Sửa con cả. Thôi ơi, cái chuyện này 3 năm rồi. Sao xin lỗi mà tôi mới biết rồi đấy hả? Đại ca, đại tẩu đẹp như vậy mà đại ca chia tay uổng quá. Đúng là đẹp thiệt đại ca, nhưng mà không có đẹp bằng vợ em. Ừ, vợ việc đẹp thiệt nhưng mà nó dữ quá. Thôi, không có con đĩ. Mẹ nó xàm dễ sợ luôn. Còn mày nữa, sao mày biết? Em biết đó, từ khi mà đại ca với đại tẩu trở lại làm bạn với nhau rồi. Kỳ vậy, trời ơi, người ta chia tay hài lòng, người ta làm bạn bình thường mà. Nhưng mà cái tình bạn này nó kỳ lắm đại ca. Trời ơi, tao nhớ lại rồi, trời lúc đó tao cũng lộn gì nữa. Ừ thì lúc đó em cũng để ý rồi đó, nhưng mà em chưa chắc lắm. Ủa, vậy hả? Khi nào mày mới biết? Thì 3 hôm trước. Đồ má, đại ca BD 3 năm mà bây giờ mày mới biết được có 3 ngày trước. Làm sao tao biết được? Trời ơi, đại ca mày make up mỗi ngày, bộ mày không để ý hả ba? Tao được có make up theo kiểu Hàn Quốc. Không biết con đĩ. Xàm quá, trời ơi, tao make up lợt như vậy mà để ý nữa, trời ơi. Ủa mà 3 hôm trước hả? Mà tụi mình làm cái gì? Tụi mình làm gì xong sao mày biết? Thì 3 hôm trước. Nghe nói là sức khỏe. Thôi, mấy em đã biết hết rồi hả? Đã 3 năm nay mà mấy em vẫn còn theo đại ca. Trời, đại ca xúc động quá. Đại ca, tụi em theo anh từ lúc nhỏ, giàu sinh ra tử, anh chưa bao giờ để cho tụi em thiệt thòi một cái gì cả. Anh còn nhớ thằng gà quay không? Nó dí em, nó chém. Chính anh đứng ra đỡ về một nhát dao đó. Tụi em không bao giờ quên. Tụi em mang ơn anh suốt đời đại ca. Còn em là đại ca, nợ nần em á, chồng chất. Sáng nữa là bị ngân hàng kéo hết nhà cửa xe cộ, vợ con em phải ra đường ở. Mà lúc đó nhờ có đại ca đứng ra trả hết số nợ đó cho em. Em á và vợ con em mới may hơn đại ca suốt đời đại ca. Còn em đi theo đại ca làm giang hồ, còn sướng đi làm hãng, tiền xài hoài không hết. Đại ca Ni, đại ca. Trời ơi, mấy em á là những huynh đệ có tình có nghĩa nhất cho đại ca, đúng là đạo nghĩa giang hồ. Đại ca sẽ nhớ tụi em suốt đời những cái khuôn mặt này. Bây giờ đứa nào á cần á lên lòng đại ca thổi kèn cho một cái. Trời ơi, giải tán đi các bạn, băng đảng giờ đại 2018 tới nơi rồi, không có băng đảng gì hết. Nhớ nha, không có băng đảng gì hết, đi về. Khoan, đại ca, tụi em lưu tháng cuối, tụi em đi luôn. Cười á. Đúng quá. Lại. Tôi đồ đang cười, em hiểu luôn. Đúng quá đáng vậy ông Mỹ. Ba phải bánh hồn. Cười á. Đúng quá. Tao gì vậy? Đang quay đồ rồi. Cô buông tôi ra.